À, xin kính thưa chị Hứa Quốc Oanh và các anh chị em trong công ty Thủy Lục đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì thưa toàn thể bà con, trong thời gian qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng ngập lụt cho cả tỉnh miền Trung đang ở xã Minh Hóa chúng ta. Hôm nay được các anh chị em trong đoàn của công ty Kỷ Lục đến từ thành phố Hồ Chí Minh về trực tiếp trao quà cho bà con chúng ta. Xin giới thiệu với đây là chị Hứa Quốc Oanh, đại diện cho công ty Kỷ Lục. Và sau đây là mời bà con chúng ta có phiếu trên tay. Thì chúng ta xếp hàng và nhận tiền hàng. Thay mặt đoàn nhân viên xin cảm ơn các anh chị em trong đoàn đã có những món quà đến để chia sẻ với bà con vùng ngập lụt. Và lần nữa xin thay mặt cho đảng chính quyền mặt trận tổ chức đoàn thể xin chúc các anh chị em trong đoàn sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng bình an. Xin cảm ơn. Để em nói một vài lời với bà con mọi người. Thì đoàn tụi con hôm nay tới đây thì cũng muốn san sẻ với mọi người là một số, như là tụi con sẽ phân phát cho mọi người là một thùng mì, một chai dầu ăn và một chai nước mắm cho mỗi hộ ha. Thì ở đây mọi người cũng vui lòng để trực tự dùng cho tụi con. Thì bây giờ tụi con sẽ phân phát, nhưng mà mọi người lấy xong á thì tờ giấy trên tay của mọi người tụi con đã phát sẵn đến số thứ tự trên đó rồi. Lấy xong mọi người đưa lại cho con cái phiếu đó ha. Cho con xin lại cái phiếu đó nha. Nhớ là mà mọi người lấy xong là đưa dùm con lại cái phiếu ở trên tay nha. Dạ. Rồi ok. Đây bây giờ anh Trung. Mọi người thu nhiều em ạ. Mọi người chỉ cái đường.